Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhặt Bãi. Hôm nay thì lên một số cần tay như thế này. Cần tay nha mọi người. Đầu tiên là cây cần tay này. Thì con này lóng dài, thân thì cũng nhỏ nhỏ vừa vừa nhé. Nhìn so với ngón tay mình này. Đấy. Xem bao nhiêu lóng nè. Đây. Đột to đây, dẹp cái này cho dễ lấy nát. Một lóng, hai, ba, bốn. Bốn lóng nhau được. Bốn lóng. Cần này dài 3m4, thu vào 1m02, đột 2,3 ly, cân nặng là 140g. 140g nha mọi người. Số 1. Số 1. 50.000. Số 1 50.000. Số 2 tiếp tục một cây cần tay lóng dài thân nhỏ. Đây, cũng có đọt lớn lớn như thế này đây. 1, 2, 3, 3 lóng thôi nha mọi người, 3 lóng. Cây cần này dài 2m6, thu vào là 1m05, đột 2,1 ly, cân nặng 80g. Số 2, 40.000. Số 3 là một cây cần tay lóng dài thân nhỏ. Một lóng, hai lóng, ba lóng, đọc tháp nha mọi người, ba lóng. Cần dài 2m7, thu vào 1m02. Băng keo đây. 1m02. Đột là 0,8 ly, cân nặng là 60g. Đây là cây số 3. Số 3, 40.000. Số 4 là một cây cần tay lóng dài thân nhỏ này nhé. Dài 3m3, thu vào 93cm, đột 2,5 ly, cân nặng là 80g. Đây, đột hình như nó bị gãy một đoạn rồi. Đây nó còn có đoạn chỗ này thôi. Đấy, về mọi người có thay hay vẫn còn dùng được nhé. Đây, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nhé. 4 lóng. Đây là cây số 4. Số 4, 40.000. Số 5. Số 5 là cây chỗ này nó dính keo thôi chứ không có gì nhau. Số 5 là cũng cây cần tay lóng nhỏ thân dài, lóng dài thân nhỏ chứ quay. Một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng to nó để lên trên đạo rồi. Ba lóng dài 2m5, thu vào 1m02, đột 1 ly, cân nặng của cái này có 40g, chắc 40 hay 60g như thôi mọi người, có tí tẹo nhỏ mà. Cái này cây số 5. 5, 40.000. Số 6, một cây cần tay kiên tên. Đây, lóng dài thân nhỏ.
một lóng, hai lóng, ba lóng, ba lóng. Cần này dài 2m6, thu vào 1m02, đột là 1 ly, cân nặng là 60g. Đây, cái này cái chân cần nó bị đạp nứt một tí, cái nứt một đoạn cái chân cần đây nha mọi người. Đây, nứt một đoạn đi. Mình thấy nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Ngay sát cái chân này cũng không ảnh hưởng gì nhé. Đây này cây số 6. Số 6 30.000. Số 6 30.000. Số 7. Số 7 tiếp tục một cây cần tay kim tên. Đấy, cần tay kim tên. Lóng dài thân nhỏ này nhé. Đây, đọt của nó hình như cũng bị gãy một đoạn rồi. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Cần này dài 3m2, thu vào là 1m02, đọt là 2,6 ly, cân nặng 110g. Đây này cây số 7. Số 7 40.000. Số 7 40.000. Số 8. Đây. Số 8 là cây cần tay. Ủa, cây này cái dưới phần này nó cũng bị hơi bị nứt nứt nè, bị dẫm dập xí nha mọi người. Đây, cũng gần dưới cái chân cần rồi đây. Cũng lóng dài thân nhỏ. Chạy được không? Một, hai, ba. Ba lóng nha mọi người. Ba lóng. Cần này dài 2m7, thu vào 1m03, đọt 0,8 ly, cân nặng 60g. Đây này cây số 8. Số 8 30.000. Tiếp theo số 9 cũng thể loại lóng dài thân nhỏ. Đây đọt mảnh nha. Một lóng, hai lóng, ba lóng luôn. Cái này dài 3m, thu vào 1m08, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 80g. Cái này số 9. Số 9 50.000. Số 10 là cần tay Olympic. Lóng dài thân nhỏ. Đây, đọt của nó. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Cần này dài 2m7, thu vào là 99cm, đọt là 1 ly, cân nặng là 80g. 80g. Cái này cây số số 10. Số 10 50.000. Chưa đại luôn hả bạn? Chưa. Số 11, đây cũng cây cần tay lóng lóng dài thân nhỏ. Đọt đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Cần dài 2m7, thu vào 1m02, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 60g. Cây này cây số 12. 50.000. 12 hay 11 đó. Thôi cứ 12 đi, tí nữa qua lại 11. 12 50.000. Rồi. Số 11 cũng cần tay
lóng dài thân nhỏ. Rồi, đọt của nó, cây này 24 nha mọi người. 1, 2, 3 lóng. Dài 2m4, thu vào là 86cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng 60g. Cây này cây số 11, 40.000. Số 12, tiếp tục một cây cần tay, lóng dài thân nhỏ, video này toàn cần tay nha mọi người. Đây, đọt bị gãy nè, còn một lóng, hai lóng, hai lóng thôi, còn cái đọt nó gãy cũng gần sát rồi, về người thay đọt đi nhé, thay đọt đi. Đấy, hiện tại đang già 2m1 này, cây cần này chắc là 2m4, 2m7 gì đấy, chắc 2m7 nha mọi người. Cần này dài hiện tại 2m1, thu vào 99cm, đọt là 1,9 ly, cân nặng 60g. Mắc cái nắp vặn chân cần nữa nè, mắc cái nắp vặn chân cần nữa. Đấy, cây này cây số 13, 20. Bốn cần này cần tay cũng lắm dài thân nhỏ luôn. Rồi, đọt một lóng, hai lóng, 3 4 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Cái cần này đúng ra của nó dài 3m6 nhưng mà nó bị gãy 20 phân đọt rồi, còn lại 3m4, thu vào 99cm, đọt là 1,4 ly, cân nặng là 110g. Mắc cái nắp vặn chân cần nữa nhé, mắc cái nắp vặn chân cần nữa. Cây này cây số 14, cái này số 14, 30.000. mười lăm cần tay đây qua. Đấy, video này cần tay chất liệu phíp hết nha mọi người. Cái cần này mắc cái nắp vặn chân cần này, đọt này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng tất cả nhé. Cái cần này dài 3m6, thu vào là 1m, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 15, mắc cái nắp vặn chân cần nhé, 15 50.000, 15-50.000 nha mọi người. Đây, cây này bạc rồi đây, màu sơn nó bị bạc một nửa nha mọi người, chắc bị nắng gì đây. Đọt rồi, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Cây cần này dài 3m6, thu vào 1m, đọt 1 ly, cân nặng 120g. Này số 16, 40.000. Số 17 là một cây cần tay Fuji nhé, cần tay Fuji. Đọt này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha. Cái cần này dài 3m3, thu vào là 92cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 110g. Này số 17, 17 60.000. Số 18,
một cái cần tay của nó đây, Made in Korea. Made in Korea nha mọi người. Đây, đọc của nó. Đọc to. 1 lóng, 2 3 4 4 lóng nha. Cái cần này giờ dài 3m7 nè. Thu vào là 1m03, đọc là 2,2 ly, cân nặng là 160 g. Số 18. 18. 50. Số 19, một cây cần tay này, đọc của nó 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. 4 lóng. À, cái cần này cái lóng gốc nó bị dập chỗ này nè, lóng gốc bị dập chỗ này, về mọi người có thể thay lóng gốc đi nhé. Dài 3m3, thu vào 1m, đọc 0,9 ly, cân nặng là 80 g. Cây này số 19. 19, 20. Đây. 20. Cần tay 4m5, dài 1m1. Thu vào là 1m01, đọc là 0,8 ly, cân nặng là 200 g. Đây, đọc này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha mọi người. Đấy, cây này cây số 20. 20. 50. 21. Này, lóng dài thân nhỏ, đọc 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng nha mọi người. Dài 2m5, đọc là thu vào là 1m02, đọc 0,8 ly, cân nặng 60 g. Cây này cây số 21. Hai mươi mốt, bốn mươi nghìn, 22. Cây này đây, đọc to, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Cần này dài 3m4, thu vào là 1m02, đọc 2 ly, cân nặng 140 g. Cây này cây số 22. 50 nghìn. 22, 50 nghìn. Số 23. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. Cần này dài 3m4, thu vào 1m06, đọc là 1,7 ly, cân nặng 140 g. Cây này cây số 23. 23, 50 nghìn. Số 24. Đấy. Cái này thì hơi bị xuất sắc sừng chứ nhé. Đọt này. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng,
4 lóng, 5 lóng nha. Vâng. Cái này dài 4,5 m, thu vào 1,02 m, độc là 0,6 ly, 0,7 ly chứ. Cân nặng 160 g. Cái này cây số 24, 50 nghìn. Alo. 25 là cây này. Nè, độc lớn nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Cái cần này dài gãi 10 phân độc rồi, còn 3,5 m thôi. Thu vào 1,06 m, 1,03 m chứ. Độc là 2 ly, cân nặng 160 g. Cái này cây số 25. Hai mươi lăm, 50 nghìn. Hai mươi sáu. Cái tay này dài bị gãy 20 phân độc nha mọi người. Đáng lẽ nó dài 4,5 m mà giờ nó chỉ còn 4,3 m thôi. Đấy. 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5. Thằng này thằng số 26, dài 4,3 m, thu vào 1 m, độc 2,3 ly, cân nặng 220 g. 26 40. Hai mươi bảy. Này. Đọc. Một, hai, ba, bốn. Bốn lóng. Cần này dài 3,3 m, thu vào. Xin lỗi mọi người, đang quay thì có người gọi điện nên là video hơi gián đoạn nhé. Đây. Cái này dài 3,3 m, thu vào 99 cm, độc 0,9 ly, cân nặng 120 g. Cái này cây số 27, 40 nghìn. Hai mươi tám là một cây cần tay Apollo. Cây này nó bị gãy 10 phân độc, độc thì nó sơn trắng thế này nha mọi người, độc nó sơn trắng nên là bị dễ nhìn như sao. Một lóng. Ồ, nó bị toát chỗ này nha mọi người, chỗ nấu độc chỗ này nó toát này. Đấy, coi như mọi người về thay cái độc đi, mình bỏ luôn cái độc đi nhé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lóng. 5 lóng. Cái này đấy, tính luôn cái độc là đáng ra là cái cần này dài 5,4 m, nhưng mà giờ nó còn 5,3 m thì mọi người bỏ độc đi, thay cái độc cho nó thành 5,4 m được. Thu vào là 1,03 m, độc 1 ly, cân nặng là 380 g. Thì cây này cây số 27. 28 nha. Số 28. Hai mươi tám. Năm mươi nghìn. 29 là một cây cần tay Ebisu. Đấy. Cái này 36 nha mọi người. Này. Đọc nè. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng,
năm lóng nha mọi người. Đây này cái lóng thứ ba với thứ tư hình như nó bị cạc cái gì á, bị tràn rồi, hình như nó bị gãy một tí, người ta tràn ở trong đó nên rút nó không hết nhé. Đấy. Cái này dài 3m6, thu vào là 90cm, độc là 0,8 ly, cân nặng là 140g. Cái này cây số 29, 29, 40.000. Đây cũng là cây cần bay. Đây này thì 4,5 m nhưng mà bị gãy 10 phân đọt không suy nghĩ nha mọi người. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng nha, 5 lóng. Cái cần này dài, hiện tại dài 4,4 m này, thu vào 1,04 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng 280g. Cái này cây số 30, 30, 60. Ba mươi mốt là một cây cần trúc nha mọi người, cần trúc ráp khúc, cần trúc ráp khúc nha. Cái này 3m6, đây cần trúc ráp khúc, nó có 4 khúc như thế này, đọt nó cũng là đọt trúc nha mọi người, 4 khúc nha, cần trúc ráp khúc. Đấy, mọi người xem. Đấy. Nó dài 3m6, thu vào là 1m, đọt là 1,3 ly, cân nặng là 210g. Đây này số 31. 31, 40.000. Là một cây cần tay lóng ngắn này, lóng ngắn mà thân to nha mọi người. Cây này hiện tại là dài 4,9 m lận, 1 lóng, 2 lóng, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 lóng nha mọi người, 16 lóng. Cái này dài 4,9 m, thu vào là 42cm, đọt của cái này thì khoảng cỡ 1,3-1,4 ly thôi nha mọi người. Đây, 1,3-1,4 ly gì đó thôi. Cân nặng của cái này để mình xem thử đây. Cân nặng của này là khoảng cỡ 280g nha mọi người, khoảng cỡ 280g nhé. Đấy, đọt là khoảng cỡ 1,3 ly này, 1,3 ly. Đấy, cân nặng khoảng cỡ 280g nhé. Đấy. Khoảng cỡ đấy nha mọi người, mình chưa cân nên không biết mình dán án với so với những cây cần khác thôi. Cây này cây số 32. Bảy mươi nghìn. Ba mươi ba là một cây cần tay Ebisu nhé. Ebisu cây này cũng lóng ngắn này, này. Lóng cái này 57cm, dài 3m6, dài 3m6. Ồ, cây này cũng nó cũng bị gãy đoạn chỗ này nên người ta đang nối, người ta chê một phía trong này rồi nè. 1 lóng, 2 lóng,
3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 lóng, 10. 10 lóng, 10 lóng nha mọi người. Nhưng mà các cái lóng này, các cái lóng cái đầu nó hơi mẻ mẻ nha. Đây, xước xước mẻ mẻ như thế này nha. Ok. Đây là cây số 33. 30.000. Đấy, 36. À, thu vào 57 cm, đọt 0,8 ly, cân nặng 160 g. 34 là một cây cần tay nhỏ gọn, cần tay mini nhỏ gọn rất là đẹp nha mọi người. Nè, nó dài 2,7 m, thu vào 40 cm, đọt là 1 ly, cân nặng 110 g. 110 g nha mọi người. Đấy, này đọt. Đây là ngoại hình khá là đẹp nhé. Một lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng, 6 lóng, 7 lóng, 8 lóng, 9 lóng, 9 lóng. Cây cần này có pha carbon nha mọi người. Tỷ lệ carbon thì nó ít hơn nhưng mà có pha carbon nhé. Cây cần này có pha carbon nha mọi người. Đấy. Tỷ lệ carbon thì nó thấp nhưng mà có pha nhé. Đây này, cây số 33. 33. Cây này 120.000. 33, 120.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người nhớ kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận, xem nó có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Có gì thì báo cho bên mình để phối hợp giải quyết trước khi nhận hàng nhé. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không xem hàng mà nhận hàng xong rồi mới báo cho mình là